Họ là những người bạn thân. Trong một dịp tình cờ, họ phát hiện một chiếc quần jean kỳ diệu, cả bốn người mặc vừa. Để rồi từ đó chiếc quần jean đã thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Mời các bạn đón xem chiếc quần jean màu nhiệm sẽ được phát sóng lúc 11 giờ ngày 22 tháng 1 nhằm ngày 29 Tết trên Today TV.